Chào mừng các em học sinh đã trở lại với tiết học toán. Các em thân mến, bài học ngày hôm nay của chúng ta là trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần. Để tiết học đạt hiệu quả, cô mời các em chuẩn bị sách giáo khoa, vở, bút chì, bút mực và thước nhé. Mục tiêu của bài học hôm nay là giúp các em biết cách thực hiện phép trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần. Qua bài học này, các em sẽ nắm được quy tắc trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần và giải được các bài tập vận dụng. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Để giúp các em biết cách trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần thì chúng ta cùng tìm hiểu qua hai ví dụ. Ví dụ 1, 432 trừ 215. Để tìm được kết quả cho phép trừ này thì các em cũng thực hiện như trừ các số có 3 chữ số không nhớ. Bước 1 là bước đặt tính. Chúng ta đặt số bị trừ 432 ở trên, tiếp theo số trừ 215 ở dưới, sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. Đặt dấu trừ ở giữa hai số rồi kẻ ngang. Bước 2, chúng ta thực hiện trừ từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. Quan sát các em thấy rằng 2 nhỏ hơn 5 nên 2 không trừ được 5. Vậy chúng ta làm như thế nào? Các em hãy nhớ lại cách trừ có nhớ trong phạm vi 100 nhé. Chúng ta cũng thực hiện tương tự như vậy, tức là các em sẽ mượn một chục ở hàng chục của số bị trừ. Một chục cộng 2 bằng 12. Ta lấy 12 trừ 5 bằng 7. Do đó các em viết 7 vào kết quả và nhớ 1 sang hàng chục. Tiếp theo chúng ta sẽ trừ các chữ số hàng chục. Chữ số hàng chục của số bị trừ là 3 và chữ số hàng chục của số trừ là 1. Trước khi trừ, các em nhớ rằng mình đã mượn một chục. Vì vậy, các em nhớ trả lại một chục đã mượn nhé. Để trả lại một chục đã mượn, các em có hai cách. Đó là sẽ nhớ 1 vào chữ số hàng chục của số trừ. Có nghĩa là 1 thêm 1 bằng 2. 3 trừ 2 bằng 1, viết 1. Ngoài cách nhớ vào chữ số hàng chục của số trừ như đã thực hiện ở trên, thì sau đây cô sẽ hướng dẫn các em thêm một cách nữa. Đó là bớt ở chữ số hàng chục của số bị trừ. Các em cùng quan sát nhé. 3 bớt 1 bằng 2. 2 trừ 1 bằng 1. Như vậy, chúng ta có hai cách. Cách 1, nhớ vào chữ số hàng chục của số trừ. Và cách 2, bớt ở chữ số hàng chục của số bị trừ. Trong hai cách trên, cách nào dễ nhớ thì các em thực hiện theo cách đó. Còn sách giáo khoa hướng dẫn cách nhớ vào chữ số hàng chục của số trừ. Cuối cùng, chúng ta thực hiện trừ các chữ số ở hàng trăm. 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. Vậy ta được kết quả là 217 hay 432 trừ 215 bằng 217. Chúng ta vừa hoàn thành phép trừ có nhớ từ hàng đơn vị sang hàng chục. Vậy đối với phép trừ có nhớ từ hàng chục sang hàng trăm thì có gì khác biệt? Cô mời các em cùng chuyển qua ví dụ 2. Ví dụ 2, 627 trừ 143. Các em cũng thực hiện tương tự như ví dụ 1. Đầu tiên chúng ta thực hiện đặt tính. 627 là số bị trừ, ta đặt ở trên. Còn số trừ 143 đặt ở dưới, sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. Ghi dấu trừ ở giữa hai số rồi kẻ ngang. Tiếp theo chúng ta thực hiện tính trừ từ phải sang trái và bắt đầu từ hàng đơn vị. Nào, chúng ta bắt đầu trừ nhé. 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. 4. Tiếp đến ta trừ các chữ số ở hàng chục. Quan sát các em thấy rằng 2 nhỏ hơn 4 nên 2 không trừ được cho 4. Vì vậy
Ta lấy 12 trừ 4 bằng 8. Viết 8, nhớ 1. Có hai cách để trả. Các em có thể trả vào hàng trăm của số bị trừ bằng cách là bớt hàng trăm của số bị trừ đi 1, hoặc trả vào hàng trăm của số trừ bằng cách là 1 thêm 1 bằng 2, 6 trừ 2 bằng 4, viết 4. Vậy 627 trừ 143 bằng 484. Bây giờ các em cùng nhìn lại hai phép tính. Câu đố các em hai phép tính trên có điểm gì giống và khác nhau? Các em biết không, hai phép tính trên có điểm giống nhau là đều là phép tính trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần, và điểm khác nhau là ở ví dụ 1 là phép trừ có nhớ ở hàng chục, và ví dụ 2 là phép trừ có nhớ ở hàng trăm. Qua việc thực hiện hai ví dụ, các em hãy rút ra cho mình quy tắc trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần. Để trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần, chúng ta thực hiện hai bước. Bước 1. Đặc tính. Đặc tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau, hàng đơn vị thẳng với hàng đơn vị, hàng chục thẳng với hàng chục và hàng trăm thẳng với hàng trăm. Bước 2. Tính. Trừ từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị, nếu mượn ở hàng nào thì phải trả vào hàng đó. Đây là phép trừ có nhớ một lần, nên các em nhớ tính toán thật kỹ để có kết quả chính xác nhé. Chúng ta vừa học xong phần kiến thức về trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần. Bây giờ, các em vận dụng kiến thức này để áp dụng làm các bài tập nhé. Bài tập 1 yêu cầu tính. Các em nhớ tính từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị nhé. Các em hãy thực hiện 3 phép tính bằng bút chì vào sách giáo khoa hay vào vở tự học. Nào, các em bấm dừng video và làm bài. Bây giờ, chúng ta cùng so sánh kết quả với đáp án nha. Phép tính đầu tiên, 541 trừ 127 có kết quả là 414. Tiếp theo, phép tính 422 trừ 114 sẽ bằng 308. Ở đây, cô nhắc lại cách thực hiện theo chiều từ phải sang trái. Chúng ta thấy 2 không trừ được 4, nên lấy 12 trừ 4 bằng 8, viết 8, nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0, viết 0. Cuối cùng, 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. Phép tính 564 trừ 215 sẽ có kết quả là 349. Ba phép tính trên có chung điểm gì các em? Cả ba phép tính đều là phép trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần ở hàng chục. Cô Tiên Dương em nào đã thực hiện đúng bài tập trên? Còn nếu chưa có đáp án đúng, các em hãy xem lại và tìm ra lỗi sai là do mình chưa cẩn thận khi thực hiện phép trừ, hay do các em quên chưa nhớ ở hàng chục. Khi đã tìm ra lỗi sai, các em hãy làm lại thêm lần nữa nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang bài tập số 2. Bài tập 2, tính. Vậy, yêu cầu của bài tập 2 cũng giống như bài tập 1. Các em cũng dừng video và cùng làm 3 phép tính nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ so sánh kết quả của mình với đáp án nha. Phép tính đầu tiên, 627 trừ 443 có kết quả là 184. Tiếp theo, 746 trừ 251 sẽ bằng 495. Và phép tính cuối cùng, 516 trừ 342 có kết quả là 174. Các em lưu ý, trong phép trừ có nhớ, nếu mượn ở hàng nào thì phải trả vào hàng đó. Chúng ta vừa thực hiện hai bài tập về phép trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần ở hàng chục hoặc ở hàng trăm.
Cô hy vọng các em đã nắm vững cách trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần, để xem các em vận dụng cách tính đó như thế nào trong giải toán có lời văn. Cô mời các em bước sang bài tập 3. Bài số 3 là một bài toán có lời văn. Bây giờ các em cùng đọc đề với cô để xem bài toán cho biết gì và hỏi gì nhé. Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem. Trong đó, bạn Bình sưu tầm được 128 con tem. Hỏi, bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem? Trước tiên, cô sẽ hướng dẫn các em tóm tắt bài toán. Bài toán cho biết gì nào? À, bài toán cho biết bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem. Trong đó, bạn Bình sưu tầm được 128 con tem. Vậy, bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem? Vậy, muốn biết bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem, chúng ta làm như thế nào? Để tìm được số con tem bạn Hoa sưu tầm, ta lấy số con tem của cả hai bạn sưu tầm trừ đi số con tem của bạn Bình đó các em. Nào, các em hãy thực hiện bài giải vào trong vở. Lưu ý, làm đủ 3 bước, câu lời giải, phép tính và đáp số nhé. Sau khi làm xong, các em nhớ mở lại video để kiểm tra đáp án. Bây giờ, các em cùng kiểm tra đáp án nhé. Để tìm được câu lời giải, chúng ta dựa vào phần hỏi của bài toán. Vậy câu lời giải sẽ là số con tem bạn Hoa sưu tầm được là. Ngoài lời giải này, các em có thể trả lời cách khác là bạn Hoa sưu tầm được số con tem là. Tất cả các lời giải đều đúng nhé. Muốn tìm được số con tem bạn Hoa sưu tầm, ta lấy số con tem cả hai bạn sưu tầm trừ đi số con tem của bạn Bình. Và phép tính sẽ là 335 trừ 128 bằng 207, mở ngoặc, con tem, đóng ngoặc. Đáp số 207 con tem. Bây giờ, các em hãy kiểm tra xem kết quả của mình có giống với đáp án không nhé. Nếu các em có đáp án đúng, cô chúc mừng các em. Như vậy, các em đã hoàn thành các bài tập vận dụng ngày hôm nay, biết cách đặt tính và tính trong phép trừ các số có 3 chữ số, có nhớ một lần và biết vận dụng vào giải toán có lời văn. Bạn nào chưa thành thạo cách trừ thì các em có thể xem kỹ lại video một lần nữa nhé. Bài học đến đây là hết rồi. Để nắm bài kỹ hơn và chuẩn bị tốt cho tiết luyện tập, các em hãy ôn lại quy tắc trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần nhé. Cô chúc các em luôn mạnh khỏe, thực hiện tốt các thông điệp của Bộ Y tế để bảo vệ bản thân và gia đình, đồng thời đẩy lùi dịch bệnh COVID nhé. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.